Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Ấn Trung Việt Thiền Tôn Đường Thượng Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Du Hóa Truyền Giáo Truyền Giới Tác Đại Chứng Minh. Chúng con kính đê đầu đảnh lễ trên giác linh của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Thiền Tôn, gửi lời đảnh lễ đến toàn thể chư tôn thượng tọa Tịnh Đức Đại Tăng nơi hạ trường Thiền Tôn, cùng gửi lời chào đến toàn thể quý vị nam nữ Phật tử tín chúng đạo tràng đang có mặt trong buổi nghe pháp chiều hôm nay. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng chúng ta tinh tấn tu tập và luôn được sự gia hộ trong ánh từ quang của mười phương Như Lai. A Di Đà Phật. Đến với đạo tràng chùa Thiền Tôn, chúng con vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi một lần nữa được chiêm bái từ dung của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Cố Viện Chủ Tổ Đình Thiền Tôn của chúng ta. Ngài là một trong những bậc tòng lâm phạm hạnh mà khi còn sanh thời, chúng con đã được cái phúc duyên thù thắng trong kiếp người đại phước báo, khi cũng đã được đôi lần vấn an sức khỏe và được Ngài từ mẫn khai thị cho những cái lời pháp thoại. Xin thưa với toàn thể các vị, vì sao mà tất cả chúng ta thường xưng tôn ca tán những vị chư tôn trưởng lão hòa thượng? Các vị thấy rằng đó, người ta nói cái việc tu này là an lạc phải không? Nhưng mà mình vào tu dễ hay khó? Rất khó, không dễ. Người ta nói cái niệm Phật này là dễ phải không? Nhưng tu niệm Phật rồi thấy nó dễ hay khó? Rất khó phải không? Vì sao? Dễ là dễ so với những pháp môn khác, chứ còn nói tu rồi thì không có cái gì nó dễ hết, mà phải thâm niên cố cụ qua nhiều đời nhiều kiếp là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hòa thượng của chúng ta xuất gia từ hồi cái lúc là 4 tuổi đã vào chùa, mà đến gọi là cao niên lạp trưởng 90 mấy mới thâu thần thiện tịch mà giữ miên mật cái giới phẩm, giới luật, giới đức trang nghiêm, châu viên thanh tịnh, thì đó không phải là chuyện dễ. Các vị thấy cái điều này. Vì lẽ đó cho nên trên cái bước đường đạo sanh tử luân hồi của chúng ta đó, chúng tôi có được một lần đảnh lễ tổ sư Linh Phong Thiền Quyển đó, thì Ngài dạy một câu: công thành dị mà thủ thành nan. Công thành dị có nghĩa là chúng ta công phá cái tường thành, chúng ta vào ta chiếm cái tường thành đó để chúng ta làm gì? Làm vua, cai trị cái đất nước đó là rất dễ, ai mạnh người đó thắng. Nhưng mà để giữ được cái ngôi vua đó bao lâu thì còn phải phước đức, không biết là dài năm, dài tháng hay chỉ trừ dài ngày là lại mất cái tường thành đó. Cho nên công thành dị mà thủ thành nan có nghĩa là vào đạo thì rất là dễ, nhưng mà giữ được cái mối đạo này thì không phải là chuyện đơn giản. Mà lịch đại tổ sư của chúng ta, giáo giáo tương truyền, mà tổ tổ, sư sư tương thọ 25 thế kỷ, từ khi Đức Phật nhập diệt năm 544 trước công nguyên đến bây giờ là 2019, đã trải qua bao nhiêu mùa Phật đản, bao nhiêu mùa lần chúng ta kỷ niệm về Đức Phật, là bấy nhiêu năm, bấy nhiêu thế kỷ, một chiều dài của lịch sử bằng xương máu và nước mắt của tổ sư để giữ gìn cái mối đạo này không phải dễ, các vị thấy. Như vậy thì nói cái chuyện này không phải chỉ đơn giản bằng lý thuyết, mà chúng ta thấy rằng Phật Pháp từ bên Ấn Độ đã truyền qua Trung Hoa, truyền qua các nước và cho đến Việt Nam của chúng ta. Thì Phật Pháp này có còn giống như Đức Phật ngày xưa nữa hay không? Có còn là ăn bình bá, rồi ôm đi khất thực, rồi y phấn tảo, rồi khâu vá từ dẻ rách, y bá nạp, có còn vậy nữa hay không? Không, Phật giáo đã thay hình đổi dạng. Bây giờ qua đến Việt Nam thì là trang phục cách tân theo gọi là phương xứ dùng miền của tu sĩ Việt Nam, của cư sĩ Việt Nam. Ở Trung Hoa thì lại khác, ở Hàn Quốc thì lại khác, ở Nhật Bản thì lại khác. Như vậy, đối với cái chuyện mà Phật giáo giữ gìn diền mối tổ đạo không phải là chỉ nơi ở bờ môi chớp lưỡi, mà còn phải là cái tinh thần dĩ pháp hộ pháp. Dĩ pháp hộ pháp là bốn chữ được khắc dưới cái chân của Đức Bồ Tát Vi Đà ở tổ đình Luật Tông ở Trung Nam Sơn ở Trung Hoa. Vi Đà, hình tượng của hộ pháp. Bên dưới để bốn chữ dĩ pháp hộ pháp. Dĩ là gì? Dĩ là lấy. Dĩ pháp hộ pháp có nghĩa là lấy pháp mà hộ pháp. Nếu chúng ta không thành tựu được pháp thì ta không thể hộ pháp. Nếu chúng ta không thành tựu được pháp thì ta đi vào đời, ta sẽ bị trôi theo cái đời. Mặc dầu ngoài hình tướng của chúng ta là những cái điều thánh thiện, những cái điều Phật giáo nhập thế, nhưng chúng ta sẽ trôi lăn theo đó. Cho nên hiện trạng của Phật giáo Đại Thừa ngày hôm nay đầy đủ những xướng âm, mỹ ngữ, ca từ,
những khúc nhạc, âm điệu và ca tán Đức Phật, rồi cho đến trang phục, cho đến nghi lễ, cho đến những cái gì đó mà một người nào đó nhìn qua cho rằng cái điều đó không phải của Đức Phật. Nhưng đừng vội đánh giá, bởi vì e rằng nó hơi vội, nó hơi nhanh khi chúng ta chưa hiểu rõ và suy xét kỹ những điều trong kinh điển. Chúng tôi mới vừa hoàn thành một buổi giảng ở tại chùa Tương Mai ở Hà Nội, với cái đề tài và nội dung xoay quanh vấn đề về cái chiếc ca sa kim tuyến mà chư tăng mặc ngày hôm nay. Và Phật tử nói rằng ngày xưa Đức Phật mặc y ca sa phấn tảo, y vẽ rách, khâu vá, thì tại sao chư tăng hôm nay mặc ca sa kim tuyến chớ nên vội mà phỉ báng quý thầy? Vì ngày xưa chính Đức Phật cũng đã từng gọi là tận tay mình mà nhận hai chiếc ca sa kim tuyến của Di Mẫu Kiều, Kiều Đàm cúng dường cho Phật. Như vậy thì có những cái điều chi tiết trong kinh điển mà đôi khi chúng ta bỏ qua. Các vị thấy, như vậy thì đến với cái buổi giảng ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một lần nữa với cái tính cách của Phật giáo nhập thế. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ bàn luận đôi nét qua cái hình ảnh nhã nhạc trong Phật giáo. Và mấy ngày hôm nay trên phương tiện truyền thông đại chúng, Phật giáo chúng ta vô cùng lao xao, lộn xộn với một số người Phật tử, cho đến một số bạn đạo, một số người bên ngoài chưa hiểu rõ về những cái âm nhạc đối với Phật giáo và những cái tính cách nó ảnh hưởng như thế nào, và chúng ta nhìn nhận như thế nào qua cái hiện trạng đó là cái bài hát Độ Ta Không Độ Nàng mà các vị thấy rần rần ở trên rồi. Mà tôi thì cũng chưa nghe kỹ cái bài hát này một lần nào chi tiết, nhưng tôi được gửi qua Zalo, Facebook, những cái phương tiện truyền thông của các Phật tử cứ xen qua, mà mình cứ đi giảng thì mình đâu có thời gian mà cập nhật những cái phương tiện mà của cuộc sống, thì Phật tử gửi qua thì cái gì mà cứ độ ta không độ nàng, tôi không biết, chút xíu tôi đọc lộn luôn, là độ ta không độ mày, không biết cái gì mà cứ gửi qua hoài, để nói thầy ơi thầy ráng nghe giùm con bài này đi. Thì mình cứ tưởng đó là Phật tử ép mình nghe nhạc, nhưng mà chút xíu về đọc lại tin nhắn đó thì thành ra là cái bài hát này nó có một số vấn đề gì đó gây tranh cãi. Thì qua đó chúng ta sẽ nhìn nhận qua cái bài giảng ngày hôm nay với những cái âm nhạc đã ảnh hưởng như thế nào đối với Phật giáo, và Phật giáo chúng ta nhìn nhận về những cái âm nhạc như thế nào và xuất hiện ra sao, và cái chuẩn mực đến đâu là vừa phải, và đến khi nào nó trở thành thái quá. Mời quý vị qua cái bài pháp ngày hôm nay chúng ta cùng và thính pháp. Xin thưa toàn thể đại chúng, như vậy trước tiên chúng ta nói sơ lược về cái bài hát này. Thì nội dung bài hát này các vị đã am tường hết chưa? Một số bác lớn tuổi thì hẳn nhiên chưa nghe. Thế thì thôi ta điểm sơ chút xíu, là bài hát hôm nay các giới trẻ từ đầu trên xóm dưới, ở phòng trong phòng ngoài, phòng lớn phòng nhỏ, đang ngồi ăn cơm, đang ngồi đám bạn đông, thậm chí đi chùa mà 7 giờ tụng kinh, 6:45 tới sớm chút, cũng tranh thủ bắt lên. Bắt lên xong mà đứa này mới kiều kiều đứa kia, nhạc gì hay vậy mày? Thì đứa này mới giải thích bài Độ Ta Không Độ Nàng, độ ta mà không độ mày. Thế là truyền qua truyền lại. Thì đại khái câu chuyện được kể như sau. Câu chuyện kể rằng là có một cái vị chú tiểu tu với sư phụ của mình từ lúc nhỏ. Tu như vậy rồi thì gần chùa có một cái vị quan này thường dắt cái đứa con gái đi lễ Phật. Lễ Phật là sao không biết, nhưng mà đứa bé này thì mấy đứa nhỏ thì thường chơi với nhau. Thì cái cô gái này thì qua lại tâm tình với những đứa trẻ, với cái chú tiểu, rồi bạn bè từ tấm bé. Thì thời gian thấm thoát thôi đưa, thì chú tiểu lớn lên thành một vị tăng trưởng thành. Cô bé này cũng lớn lên trở thành một quận chúa lớn, đẹp người, sắc nước hương trời vân vân. Thế thì vào rồi mới chia sẻ cái tình thật của mình với chú, đó là cuộc đời này sống thế nào thiếu chú được. Nói chuyện với chú lâu ngày quen hơi quen tiếng, thành ra bây giờ muốn kết nghĩa tình cảm như người thế gian. Thì bắt đầu chú này sao không chịu, và cảm thấy đó là một cái điều không đúng đắn trong đạo Phật, rồi từ chối. Rồi sau khi từ chối một câu chuyện dài lê thê, thì cuối cùng cô này đi đến cái ngưỡng cửa là tự vẫn. Câu chuyện dài lắm, dính với hoàng tử, dính gì tùm lum thôi, mất thời gian. Đại khái mình nói ý chính, mình phân tích Phật học, chứ đây không phải kể những vấn đề của xã hội. Nếu ai muốn coi cái chuyện tình lâm ly bi đát, ôn lại Lan và Điệp thời hiện đại, theo tính chất cổ trang, mình tự tìm hiểu.
Ở đây Tâm Đức chỉ nói một số ý chính, ta phân tích Phật học thôi. Thế thì bây giờ cái cô gái này chết đi, thì cái chú tiểu này quan tháng rồi mới nhìn lên cái tượng Phật, mới bảo là tại sao Đức Phật độ ta mà không độ nàng. Chính là như vậy, trách móc Đức Phật. Rồi câu chuyện hình như sau đó tôi nhớ không lầm là chú tiểu hoàng tục, rồi đi phục thù phục hận, vân vân. Câu chuyện dài lê thê. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây, câu chuyện này để trở thành một bài nhạc hit. Nhạc hit chứ là gì? Trong tiếng Anh ta có cái từ là hot, là nóng. Từ hot nó chạy âm là từ hit, sao đó không biết nữa. Thành là được theo cái giới trẻ mà đúng cái trend, là cái từ của ngôn ngữ hiện đại, giới trẻ bây giờ dùng trend là tiếng Anh, nghĩa là phong trào. Theo cái phong trào đó, người ta nghe cái bản nhạc này mà số lượng lên đến là mấy triệu lượt xem. Mấy triệu lượt xem mà trải qua nhiều ca sĩ hát bài này thì quý vị cứ nhân lên, đất nước chúng ta có bao nhiêu người, thì mấy triệu lượt xem là cái phần trăm nó không phải nhỏ, phải không? Thì ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều. Như vậy thì bắt đầu Tâm Đức cũng nghe cái bài nhạc này. Thì trước tiên âm điệu của bài hát rất hay, Tâm Đức rất thích. Bởi vì hình như trong người có chút xíu cái máu của người Hoa, thành ra rất thích cái vấn đề là những cái nhạc tấu khúc. Nhưng mà nghe qua cái nội dung thì thê lương quá. Nội dung thê lương, rồi nói về chuyện tình lâm ly bi đát, phụ bạc và không thể đến với nhau vì cửa Phật ngăn cách. Nhưng để xét kỹ lại bài nhạc này, để hôm nay mình ngồi mình bàn với nhau đó, thì thật sự nó cũng hơi lãng quẻ. Lý do qua nội dung quý vị thấy cốt truyện này có lạ không? Quen quá đâu có lạ, phải không? Thậm chí ngày xưa tôi với quý vị coi mấy tuồng cải lương mà của cô Thủy đóng đó, thì chúng ta biết qua cái vở tuồng gì? Lan và Điệp, phải không? Như vậy thì cốt truyện này nó cũng na ná vậy thôi. Nó chưa đến mức máu nhuộm sân chùa của cô Mỹ Châu đóng, phải đem kiếm đồ chém giết đồ, phải không? Tới chừng của cô Thủy thôi, vở tuồng Lan và Điệp là cũng vừa sức. Như vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng cái cốt truyện của cái bài hát này không mới, nhưng mà rượu cũ bình mới. Có nghĩa là qua cái phương tiện truyền thông hôm nay làm cho bài hát trở nên nóng bỏng, và với những cái âm điệu và lời lẽ sướt mướt và thuật ngữ hôm nay chúng ta gọi đó là ngôn tình. Ngôn tình là những cái lời mà kêu bằng xin lỗi chứ hên quá, Tâm Đức mười mấy tuổi xuất gia, chứ nếu như mà làm chú tiểu mà thời nay mà nghe mấy lời ngôn tình đó thì thôi chắc kiếm cô nào cũng dắt dai chứ đi tu không đành. Vì ngôn tình nghe nó ướt át quá, phải không? Thì xin thưa với toàn thể các vị, thế thì qua cái nội dung bài hát này, rất nhiều vị tôn túc đã cho chúng ta những nhận định chánh kiến về cái khía cạnh xã hội. Nhưng với đạo tràng chuyên tu của chúng ta thì chúng ta không cần phân tích thêm dài dòng những điều này. Nhưng tôi muốn thông qua cái bài này để phân tích ở khía cạnh là Phật giáo nó bị chịu tác động ảnh hưởng thế nào từ âm nhạc, và cái định hướng của truyền thông hôm nay, cho đến các vị cứ thử tưởng tượng trong một bối cảnh của những bài hát được đăng tải cập nhật hàng ngày. Giới trẻ bữa nay nó cập nhật bài này, mới nó cập nhật bài kia. Rồi cái thứ hai nữa là lâu lâu có một số hiện trạng như bà Tân Vlog, bà Tám Vlog gì lên làm mấy cái siêu to khổng lồ. Rồi cái thứ tư nữa là những cái mang tính chất gọi mời, dạy bảo những đứa trẻ làm những hành động cầm mã tấu, cầm dao, chém giết được tung hô. Nhưng một số nhân vật đã bị bắt vì quá kích động và ảnh hưởng. Thì 3 năm cho đến 5 năm tới thì hiện trạng của truyền thông phải tiếp nhận như thế nào? Đó không phải là điều đơn giản. Và chúng ta chuyên tu thì yên ổn rồi, nhưng con cháu chúng ta ở nhà mà nếu không có vào chùa sớm, không được nương tựa nơi cửa Phật, không quy y, không điều phục bằng thiền định mỗi ngày, không điều phục bằng tiếng niệm Phật, thì e rằng điều này cần phải báo động, không phải chuyện đơn giản. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới có thiền định, kinh Pháp Cú. Con người chúng ta là bản chất buông lung. Tôi với các vị ở đây ngồi nói điều đạo đức thánh thiện, mình có hơn người ngoài đời không? Không. Tất cả chúng ta tham sân dãy đầy,
Nếu chưa chứng đệ tam quả, tham sân vẫn là một điều hiển nhiên, hiển hiện trong con người của chúng ta. Có hơn chăng là chúng ta nương cái đức của Tổ, nương đức của Hòa Thượng, nương đức từ của Tam Bảo, mà dùng tiếng niệm Phật, dùng cái ngồi thiền, dùng cái trì chú, tụng kinh để tạm thời an yên trong cõi lòng trong những giờ phút tu. À, tôi nói rất rõ nha, tạm thời an yên trong cõi lòng trong những giờ phút tu. Chứ còn sau khi tu, bước ra ngoài thì cái điều này nó hiển nhiên ở trong lòng của mình, không ai hết cả. Ngay bản thân của tôi đang ngồi đây, tham sân vẫn còn và tất yếu phải còn vì chưa chứng quả. Đơn giản là như vậy. Cho nên chúng ta càng ý thức được chuyện này, chúng ta không có lui sụt cái chuyện tu hành, chúng ta không buồn mà ngược lại rất tinh tấn, vì bấy nhiêu chưa có gì gọi là thánh tương trao cả. Và suy rộng ra thì con cháu chúng ta ở nhà chưa một ngày đến chùa, chưa từng niệm Phật, chưa từng ngồi thiền, thì tất cả chỉ được giáo dục bằng những cái đạo đức đơn sơ của nhân thừa ở cõi đời, chưa đủ sức để điều phục khi những cám dỗ cuộc đời như cắn thuốc, vũ trường, ba, lúp, các cái. Và khi nó tiến đến thì không có cái sự hàng rào, tức là giới, không có lực tu, tức là sức chịu đựng, thì bắt đầu chúng ta bị tiêm nhiễm. Và bây giờ những hiện trạng đó thì xin thưa, nếu không có tu thì chỉ chống tay ngồi đợi nó, coi nó phát tán đến mức độ cùng cực như thế nào, chứ còn không có cái cách gì để mà quản thúc được chuyện đó. Các vị cấm cái gì? Ngày xưa chúng ta cấm con của chúng ta ở trong nhà, cho nó ở trong cửa, chúng ta khóa, cài then, cài chốt. Bây giờ cấm được không? Không. Bây giờ thậm chí vô đến nhà vệ sinh buổi sáng, mấy đứa trẻ nó vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại và lướt mạng. Thì cái truyền thông nó mỗi phút mỗi giờ, trước khi đi ngủ tắt đèn ngủ hết rồi mà vẫn cái điện thoại nó vẫn sáng đèn trên cái giường ngủ, phải không? Cho nên cái sự ảnh hưởng của truyền thông không phải là cái chuyện đơn giản mà chúng ta có thể nói và bỏ qua rồi các vị, cho vị thấy. Nhưng trở lại vấn đề, trước tiên chúng ta sẽ có những cái quan kiến nhìn nhận trên tinh thần Phật học trước. Vì nếu không có giá trị Phật học, chúng ta sẽ không hiểu sâu sắc được cái bài hát này phải như thế nào. Độ ta không độ nàng, qua câu chuyện vừa kể thì các vị thấy cái này nó có đúng với cái ý nghĩa nhà đạo không? Có không? Không phải không? Nhưng mà hỏi câu này thì xin thưa thường quá. Vì thứ nhất là Phật tử, thứ hai là Phật tử của đạo tràng Thiền Tôn để chuyên tu, cho nên quý vị hiểu quá rõ lại lắc đầu. Nhưng nếu các vị tưởng tượng một người buôn gánh bán bưng, một người chưa từng tu hành, một người chưa hiểu về đạo Phật ở ngoài cuộc sống, thì người ta có hiểu được cái giá trị đạo nó chân chánh không? Không, phải không? Như vậy thì độ ta không độ nàng. Xin phép cho phỏng vấn, chữ độ có nghĩa là gì? Chắc vị nói đúng khen hay. Độ có nghĩa là gì? Hả? À, cứu độ. À, đưa qua. À, xin cho phép in đậm gạch dưới, nhưng mà cất cái từ này của cô lại chút xíu rồi mình phân tích sau nha. Mình phân tích mấy cái lớp nghĩa đầu tiên. Chữ độ trong tiếng Việt nó có nhiều nghĩa không? Có nghe cá độ chưa? À, độ trong cái chữ cá độ, độ một cái độ tức là một cái vụ, một cái vụ việc gì đó mình gọi là một cái độ, là cá độ, hay là một cái thương vụ làm ăn. À, cái độ này khó, cái độ này dễ, vân vân. Như cái độ đó không phải nghĩa này. Rồi chữ độ gì nữa? Chữ độ giống như là cứu độ bình thường, phải không? Rồi độ gì nữa? Mình độ một ai đó, phải không? Chữ độ là gì? Giảng pháp, chia sẻ, hoặc là thế. Mình nghĩ chữ độ đơn giản như vậy. Nhưng chữ độ mà nói đúng với cái thuật ngữ của Phật giáo thì cô này cũng nói có cái ý đúng. Đó là đưa qua. Nhưng nói độ là đưa qua, các vị hiểu không? À, không phải không? Thế thì tôi giải thích kỹ hơn. Nhưng cô này đã nghe đâu đó hoặc đã học Phật từ một vị nào đó đã giải thích chính xác về chữ độ nên mới nói được chữ đưa qua. Thế thì chữ độ này nó là cái âm của chữ Hán, mà dịch âm là độ. Xin lỗi, dịch nghĩa là độ, còn dịch âm là ba la mật. Như vậy thì từ nguyên tác của tiếng Phạn trong tiếng Bali là Parami, và tiếng Sanskrit là Paramita. Mà từ tiếng Phạn phiên âm qua tiếng Trung Hoa gọi là ba la mật, cái đó gọi là phiên âm. Còn dịch nghĩa là độ. Các vị hiểu ý Tâm Đức nói. Và sau khi trở về tiếng Việt Nam của mình thì ba la mật và độ có nghĩa là gì? Có nghĩa là qua đến bờ bên kia.
Cho nên trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chính là gì? Là một trong những cái độ mà chúng ta phải thực hành trên đạo lộ Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát có bao nhiêu độ? 6 độ, gọi là lục độ Ba La Mật. Lục độ Ba La Mật là cách gọi dư, bởi vì chữ độ nó chính là Ba La Mật, mà Ba La Mật có nghĩa là độ. Nhưng mà người ta nói lục độ thì mình không hiểu, mà người ta nói lục Ba La Mật mình cũng không hiểu. Cho nên mình phải nói nó gắn liền với nhau là lục độ Ba La Mật, để mình biết cái độ này là độ gì. Không phải là cá độ, mà là độ của Ba La Mật độ. Có nghĩa là qua đến bờ bên kia, như cô đây nói là đưa qua đó. Nhưng mà cô nói hơi ngắn gọn chút xíu, phải không? Như vậy thì chữ độ trong nhà Phật có nghĩa là Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Ta Bà Ha, có nghĩa là đưa qua đến bờ bên kia. Như vậy thì tôi độ cho các vị hay các vị tự độ, có nghĩa là chúng ta tu để giải thoát qua đến bờ bên kia bằng tự lực hay một ai đó giúp đỡ cho mình giải thoát. Các vị có hiểu được chữ độ chưa? Chữ độ trong nhà Phật có nghĩa là Ba La Mật, có nghĩa là Parami, có nghĩa là qua đến bờ giải thoát. Như vậy thì trong tình huống này, chữ độ ai độ cho mình? Hả? Ai độ cho mình? Tự lợi và lợi tha, phải không? Trước tiên phải là mình, không có là tha lợi trước, mà phải tự lợi trước, rồi mới đến tha lợi, lợi tha, phải không? Như vậy thì trước tiên muốn đón cầu cái lợi từ ai thì bản thân mình phải tạo cái lợi. Từ từ tôi sẽ giải thích. Như vậy thì các vị thấy trong tình huống này là mình có thể trách Đức Phật không độ mình được không? Được không? Thế thì một câu chuyện tình lâm ly bi đát, các vị trả lời liền với tâm đức là không, bởi vì cái chuyện nó quá sai trái. Nhưng qua câu chuyện này chúng ta thấy chúng ta sẽ có phản phất cái gì đó giống giống như cái chú tiểu này đã trách Đức Phật. Một nhóm từ thiện đi phát quà từ thiện, chuẩn bị cực khổ vô mấy phần quà rồi, bước ra mưa y vậy nè, mưa đi phát từ thiện cũng được. Mấy đứa trách nhà sao? Trời ơi, bữa nay chắc hộ pháp ngủ quên, sao không gia hộ, tôi đi làm chuyện Phật sự mà không cho tạnh mưa gì hết vậy. Nếu phải vậy không? Thí dụ như một cái anh Phật tử đến nói với tâm đức giúp đỡ cho một người bạn của mình để hoàn lương cải thiện, tưởng sao thì đang giúp thì anh đó nói nãy giờ mày giảng tao nghe tao cũng tạm hiểu đó, nhưng mà để giờ tao gọi điện thoại cho vợ tao có chút xíu chuyện, mày cho tao mượn cái điện thoại. Thì anh này cầm điện thoại bước ra 30 giây thì sao? Mất tiêu cái điện thoại. Anh này chạy vô nói với tâm đức: thưa thầy, Bồ Tát ai cũng muốn làm, hạnh từ ai cũng muốn thực hiện, điện thoại 29 triệu ai trả cho con? Samsung đời mới mới ra. Thì Bồ Tát cỡ nào mà bây giờ như vậy thì sao? Ông Phật đâu? Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần dương đâu? Tại sao lúc đó không có hộ vệ cho tôi để làm cái Phật sự này? Phải chưa? Như vậy thì chú tiểu bị vướng cái chuyện tình, chú tiểu trách Phật kiểu khác. Tôi với các vị làm Phật sự bị vướng vấp tới lui, trách Phật kiểu khác. Nhưng đa phần trong cuộc sống của chúng ta thì độ ta không độ nàng, độ ngã bất độ tha là một câu trách rất thường của chúng ta trong cuộc sống. Có phải vậy không? Vì lẽ đó cho nên qua cái hình ảnh này chúng ta thấy phản phất ở đâu đó một cái học Phật hời hợt, một cái học Phật thiếu nghiên cứu, một cái học Phật thiếu những cái gọi là chiêm nghiệm, mà chúng ta trách Đức Phật, trách Bồ Tát. Trong khi các vị thấy nếu chúng ta không có nhân thì chúng ta không bao giờ được thành quả, không bao giờ có sự diệt nghiệp, không bao giờ có sự cứu rỗi, không bao giờ có sự tha thứ trong đạo Phật của chúng ta. Đừng đi tìm nữa. Cứ mỗi mùa sám hối ta cứ đi lại sám hối, rồi tới chừng ta không có mắc lại cái nghiệp cũ, xin lỗi là chúng ta bị phạm lại nghiệp cũ. Tại sao tôi sám hối rồi vẫn không hết nghiệp? Sám hối đâu có hết nghiệp. Chưa bao giờ ý nghĩa sám hối của đạo Phật là đòi sự tha thứ, không có. Mà sám hối là gì? Sám ma hối quá, ăn năn nghiệp xưa và từ bỏ chuyện xấu nay. Chứ đâu trong đây, trong cái ý nghĩa của hai chữ sám hối hoàn toàn không có một yếu tố nào đòi hỏi Đức Phật tha thứ cho mình.
mình làm một chuyện ác với người ta, mình không cải sửa thì thôi, có đâu phải đòi người ta tha thứ cho mình. Cái chuyện tình bi lị mình đã xin lỗi. Ông bà xưa mình có câu: trâu không uống nước, ai ghì được đầu trâu? Mi không làm thì ai ép được mi? Như vậy thì nếu chúng ta không lâm ly bi đát về cái nhân của ái lụy tình trường thì có đâu ta đau khổ. Mà tới chừng ta đau khổ, ta trách Phật, trách Bồ Tát không cứu giúp ta. Vì thấy chỗ này. Rồi trong niệm Phật của chúng ta cũng vậy. Ở đây chúng ta tu niệm Phật, chúng ta có biết đới nghiệp vãng sanh không? Biết phải không? Như vậy thì người đâm heo, kẻ thuốc chó, chưa từng làm được công đức thiện lành, mà lúc đó chờ đợi ban hộ niệm đến để cầu nguyện cho mình được đới nghiệp vãng sanh, điều này có xảy ra không? Có không? Có không? Xin thưa là có. Trời, đạo tràng tịnh độ mà lại trả lời không? Tiếc buồn hết sức. Kẻ đâm heo, người thuốc chó, nếu lúc giờ đó phát tâm thành khẩn mà nhất tâm niệm Phật, được vãng sanh không? Vẫn được vãng sanh. Đó là đới nghiệp vãng sanh. Thế thì người ngoài chưa tu, nhìn vào không hiểu, nói tại sao người không tu, người không thực hành thiện lành mà được Phật cứu rỗi? Xin thưa, không có Phật cứu rỗi. Không có Phật cứu rỗi, vậy tại sao người đâm heo, kẻ thuốc chó không làm được công đức thiện lành, cuối đời lại được đới nghiệp vãng sanh? Tổ đạo xước phân tích chỗ này rất kỹ. Tổ nói rằng đới nghiệp vãng sanh không phải là cứu rỗi, mà đới nghiệp vãng sanh là hạnh lành nay, tìm lại duyên xưa trong quá khứ. Mình niệm như vậy không phải là mình cứu rỗi họ, mà là mình đang cố gắng khơi lại nguồn hạt giống đã bị chôn vùi vì nghiệp ác trong đời này, mà vốn dĩ đời trước họ đã có. Qua đó rất nhiều những khía cạnh của Phật học tôi muốn phân tích nữa nhưng không có thời gian. Chốt lại một kết luận rằng trong đạo Phật chúng ta không hề có sự ban ơn, không hề có sự cứu rỗi, mà tất cả phải là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Sự cảm ứng này không thể nghĩ bàn. Sự cảm ứng chỉ khi tâm ta có chủng tử thiện, có hạt giống thiện thì mới cảm ứng được điều thiện. Chúng ta đang gặp một ác nạn, chúng ta đang gặp một khổ đau, nhưng chúng ta biết hướng tâm về hạt giống lành thì lúc bấy giờ mới cảm ứng được Phật. Phật không hề cứu rỗi, mà là Phật cảm ứng từ nơi cái tâm thiện của chúng ta. Các vị hiểu ý Tâm Đức nói. Một người bị lâm vào tình ái, tình trường, lụy phiền, khổ đau, đó là sự thống khổ của địa ngục, là sự thống khổ của ái nghiệp, là sự thống khổ của kiết sử, của lậu hoặc. Thì nếu không tự cởi trói thì cha mẹ dẫu thương con lắm thì nhìn thấy con cũng làm sao được. Bị ai buộc dây chuông phải biết cách mở cái gút thắt đó. Mình không phải là người buộc thì làm sao mình có thể cứu giúp họ mà mở gút thắt. Cho nên Bồ Tát và Phật thương chúng sanh lắm, nhưng trong những trường hợp này thì sao? Không thể cứu được. Như ngài Địa Tạng thể nguyện cỡ nào, nhưng địa ngục thì vĩnh viễn vẫn đầy chật cả hàng hàng lớp lớp chúng sanh. Người đi lên thì như số đất trong khải móng tay, người đi xuống thì giống như đất đai trong đại địa. Vì vậy cho nên trong đạo Phật của chúng ta, nếu không gieo nhân thì đừng hòng mà gặt quả. Các vị nên nhớ chỗ này. Cho nên đừng bao giờ có những tâm thái làm Phật sự, những thiện hạnh Bồ Tát mà lại đổ thừa cho Đức Phật, đổ thừa cho Bồ Tát, đổ thừa cho hộ pháp ngủ rồi. Xin thưa, hộ pháp dẫu có thức, hộ pháp thấy mình chăng nữa thì phải cảm ứng nghiệp thiện. Như ngài Đạo Tuyên luật sư, quá chăng thì hộ pháp mới ứng hiện, chứ còn ta với các vị thì, tôi với các vị thì xin thưa, làm sao mà được. Phải không các vị? A Di Đà Phật. Thế thì đó là cái phân tích của một La Mã. Tôi ôn lại cái bài hát này để qua cái khía cạnh Phật Pháp, ta nhìn nhận đây là một nội dung không đúng đắn. Tuy nhiên, nội dung này cũ trong mới, vì những tích chuyện như Lan và Điệp đã có rồi. Như vậy thì mắc gì giờ này phải xôn xao và sùm. Nhiệm vụ của người Phật tử không cần xôn xao và sùm với những chuyện này, mà người Phật tử phải làm gì? Phải qua cái vấn đề này, ta giúp cho những người chưa hiểu đạo nhìn nhận đúng hơn về đạo. Phải không? Khi một sự việc xảy ra thì một là nó sẽ đi theo chiều hướng xấu, còn hai, càng ngày nó sẽ càng nổi tiếng. Thì thông qua cái sự nổi tiếng này, ta sẽ làm cho người khác như một cái chấn động để ta nhìn nhận lại cái khác hơn về đạo Phật. Đạo Phật phải như vậy. Ai đi tu nói: thầy ơi, mười mấy tuổi thầy đi tu, tôi đang dậy thì đi tu gì? Phải không? Tôi đi tu được kể tôi.
Bà đi tu không được, vậy thì của bà tu không được, nhưng người ta có chủng tử ta tu được. Thưa thầy, tuổi đó thầy không thất tình, thầy không chiếu nợ, sao thầy vô thầy tu? Tôi không có bị gì hết. À, đơn giản, cuộc sống trong chùa là cuộc sống hạnh phúc đối với tôi, cuộc sống bên ngoài là cuộc sống tôi không thích. Tôi thích đi nước nào, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, Trung Hoa, nước nào có chùa chiền đẹp tôi thích. Tôi đi thích những cái thánh tích Phật giáo tôi thích. Cho tôi đi qua những cái nước phát triển, những nước mà giàu mạnh, những nước phương Tây, xứ Mỹ, nhưng mà nó không có Phật Pháp nhiều, tôi cũng thấy lạc lõng lắm, mặc dầu rất hiện đại. Các vị hiểu ý Tâm Đức nói chưa? Vì vậy, cho nên cái tính chất ở đây chúng ta cần thấy rõ là chủng tử và duyên số của mỗi người đã gieo từ muôn kiếp trước. Đừng trách ai cả, mà trách mình. À, trách mình. Hòa Thượng Thanh Từ có nói, bị một người nào rủ đi uống rượu, mắng chửi người ta, mày cám dỗ tao, mày dụ dỗ tao, mày lôi kéo tao, phải không? Sư ông Thanh Từ mới nói, nếu trong tâm không có chủng tử thèm rượu, ai rủ được mình? Ví dụ các vị rủ Tâm Đức đi uống rượu, Tâm Đức có đi không? Bi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có hút thuốc uống rượu đâu, tôi đâu có cái chủng tử đâu, sao các vị rủ tôi đi được? Nhưng mà bắt năm bắt tám ở đây mà vô chùa ta tu được vài bữa nửa tháng, cái các vị rủ người ta đi, người ta bị cám dỗ. Vì trong tâm của họ đã sẵn cái hạt giống đó, nhưng tạm thời ngủ. Thế thì bây giờ ta bị đau khổ vì tình, ta bị mất tiền, ta bị thất tình, ta bị phản bội, ta bị này bị kia, ta trách Phật tại sao đến nguyện hoài mà Phật không cứu giúp mình. Xin thưa, ở trong tâm của mình không có hạt giống chủng tử xấu, thì bị ai lôi kéo, bị ai cám dỗ mà ta bị chuyện này bị chuyện kia, ta cứ đến ta trách Phật. Có phải vậy chưa? Cho nên đỉnh cao của nhân quả đạo Phật là gì? Có nhiều Phật tử mới trả lời, học nhân quả là để sống hiền, sống thiện, sống tốt. Mấy cái nó thường lắm. Thế nào là hiền, thế nào là thiện? Tâm Đức mới trả lời, đỉnh cao của nhân quả Phật giáo chính là không đổ thừa. Mình còn đổ thừa là mình chưa tin nhân quả. Mình còn đổ thừa, mình còn than trời trách đất, mình nói trời ơi, la lên rồi mình vô Phật, mình nói Phật tại sao độ người này không độ người kia, Phật không cứu tôi, Phật không thể thế. Như vậy là người chưa tin nhân quả. Mà người chưa tin nhân quả thì chưa phải đạo Phật. Cho nên đừng gán ghép giữa một hình ảnh với một cái tâm của người tu. Dầu cho người đó có là chú tiểu đã vào chùa rồi nhưng chưa học Phật sâu, thì người đó vẫn chưa phải đạo Phật. Vì đạo Phật phải có cái tâm, phải tin nhân quả, phải biết tứ diệu đế, biết bát chánh đạo mà thực hành. Còn người cứ than trời trách đất, mắng hoài, chửi hoài, tại sao tôi bị thế này, bị còn thế kia, người nào còn mở miệng than, người đó chưa phải Phật tử. Người nào còn mở miệng than, người đó chưa phải con Phật. Vì sao? Vì mở miệng than là chưa tin nhân quả. Tin nhân quả rồi có than nữa không? Không than nữa. Vậy từ nay có than nữa không? Có than nữa không? À, bữa nào đi từ thiện cái đầu nắng ưa mưa không chịu, cái mưa chút xíu rồi ơi, sao bữa nay Bồ Tát đầu ngủ hết trơn rồi. Mình giúp ai đó cái mình bị chửi, bị mắng, bị này bị kia. Ê, trời ơi, sao ma dương nó thử tôi mà sao không có hộ pháp long thiên gì hộ vệ tôi. Có than nữa không? Như vậy thì một, nếu đã quyết tâm hành hạnh Bồ Tát không than, còn than thì tự biết mình chưa phải con Phật, thôi đừng làm nữa. Làm mất công về phiền não thêm nha quý vị quan hỷ. A Di Đà Phật. Phần 2 La Mã chúng ta sẽ nói về vấn đề là lời ca tiếng hát nó ảnh hưởng như thế nào đối với Phật giáo của chúng ta. Trước tiên, trong chùa có ca hát không? Hả? Trong chùa có ca hát không? Đâu trả lời mạnh dạng tiếng thử coi nè. Trong chùa có ca hát không? Thưa là có. Nhưng mình hỏi lại, ở thời Phật thì trong tinh xá có ca hát không? Xin thưa là không. Như vậy tại sao trong chùa có ca hát mà thời Phật không có ca hát? Như vậy thì tôi mới hỏi ngược lại bà, vậy tại sao cấm chùa không được ca hát? Thế thì Phật tử mới nói, thầy tu mà bộ thầy không biết giới luật làm sao? Tôi hỏi giới luật làm sao? Thì bà mới nói rằng, ngay từ giới Bát Quan Trai mà con đi thọ giới là đã cấm vấn đề ca hát rồi. Có phải vậy không? Như vậy thì cấm vấn đề ca hát thì có đâu mà chùa lại còn ca hát, phải không? Xin thưa, bà biết một nhưng chưa biết hai. Tôi giải thích cho bà nghe. Cái giới cấm ca hát là cái giới ngay từ Sa Di đã thọ. Chẳng những hát mà còn cấm đi xem nghe, phải không?
Rồi khi thọ giới tỳ kheo, cái giới lớn hơn như của thầy nè, là 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni, thì lại lấy cái giới sa di làm căn bản. Như vậy thì điều ca hát là nhiễm nhiên, không được hát mà không được nghe. Có phải vậy chưa? Dạ thưa bà, giới đó là giới thanh văn, còn riêng về tinh thần Bồ Tát nữa, chứ đâu phải có giới thanh văn không. Bồ Tát nhập thế lại là chuyện khác. Ngài Duy Ma Cật là Bồ Tát Đại Thừa từng nói một câu: Trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Trà đình tủ điếm không nơi nào không phải là đạo tràng thanh tịnh của ta. Phải không? Như vậy thì một cái bậc Bồ Tát vào đời, Thôi, chỗ này xấu ác, chỗ này là nghiệp, sao cứu chúng sanh. Người cha, người mẹ, con mình đang dính bùn, đang chơi dơ, thì mình vào trong bùn, vào trong chơi dơ, mình rút con mình ra, cứu con mình ra, thì người cha, người mẹ cũng phải dính bùn. Nhưng mà người cha, người mẹ dính bùn có phải do người cha, người mẹ tham đắm không? Không, mà là vì người cha, người mẹ cứu đứa con cho nên nhiễm bùn. Có phải vậy chưa? Nên tinh thần Bồ Tát nhập thế cứu chúng sanh. Cái bệnh viện bên ngoài, mình nói cái này không phải đạo Phật, cái kia là không phải đạo Phật, cái này là pha tạp kia, chưa làm đạo chưa biết, nói chuyện như đồ trong túi móc ra. Nếu mà không có mấy cái đó thì đạo Pháp làm sao mà giữ gìn trường tồn 25 thế kỷ? Có phải vậy không? Nếu không có nhã nhạc thì có đâu mà những vị Pháp sư vào trong hoàng cung để làm những cái buổi lễ cho cái truyền thống của những cái buổi lễ tang mang tính chất là tầm cỡ quy mô quốc gia. Không lẽ một cái vị vua chúa mất rồi cũng im ru bà rù, cái đi lén đi chôn, phải không? Từ đó có những cái nhã nhạc cung đình, rồi trong cái cúng kiến lễ nghi. Có phải vậy chưa? Vậy thì giữa một bên là tinh thần Bồ Tát nhập thế và một bên là giới luật, cái đó chuyên tu á thì mình nói về giới luật nó đúng. Chứ còn nói về Phật giáo nhập thế mà đi nói những chuyện đó thì thành ra nó bị khập khểnh, so sánh không đúng. Người ta mới hỏi lại: thế thì thầy nói như vậy, không lẽ Phật giáo nhập thế đi phá giới? Phật giáo nhập thế không có phá giới, mà là những cái giới đó nó không phải giới trọng, nó thuộc về giới khinh, nó thuộc về giới nhẹ, cho nên là làm một cái chừng mực cho phép. Thì xin thưa với bà, thuốc bổ mà uống nhiều quá nó cũng thành thuốc độc. Mà cần sa gọi là những cái loại mà một phin mà những cái loại mà thuốc giảm đau gây nghiện đó, nhưng trong y học lại dùng làm thuốc giảm đau. Thế thì giới mà chấp thủ quá nó trở thành chấp mắt, thành giới cấm thủ. Mà những cái điều ta nghĩ nó xấu ác, nhưng con dao ta biết sử dụng một cách gọi là mềm mỏng, nghệ thuật, thì cái điều ác vô tai của chư tổ nó cũng trở thành chánh pháp để độ đời. Một điều thiện là chú Đại Bi, là chú Chuẩn Đề, vô tai của người xấu ác vẽ bùa, vẽ chú, các phép vân vân, cũng trở thành của tà đạo. Các vị hiểu ý Tâm Đức nói. Như vậy thì cái chỗ xấu ác hay chỗ tà đạo nó không nằm ở cái hình tướng, mà phải do cái người dụng tâm. Như vậy thì cái ca nhạc đó nó đi vào trong chùa, nó xấu hay nó tốt chưa biết được, do cái người làm cái nội dung của cái bài hát đó. Nó gửi đến nội dung tu tập, gửi đến cho con người những tâm tư sâu lắng để bớt lại sân hận. Những cái bài nhạc thiền nó làm tâm tư chúng ta mềm dịu lại, như dòng nước chảy, nó không có gọi là cuộn trào nữa. Có phải vậy không? Rồi những cái nhã nhạc cúng kiến nó làm cho chúng ta gửi hồn theo cái sự linh thiêng trong cái buổi cúng, thì điều này nó không có phạm giới và nó không có xa rời cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Các vị hiểu rõ chỗ này. Vì lẽ đó cho nên các vị thấy rằng cái sự gọi là nhập thế, cho nên ở đây không xét về hình tướng mà ta phải xét về nội dung. Như vậy thì nội dung của bài hát nó truyền tải cái gì? Điều này mới là quan trọng. Cho nên ngày xưa đó, trong cái bản kinh của kinh Tương Ưng, có một cái bài kinh viết lại về đoạn hội thoại của một cái vị được gọi là Vũ Kịch Sư. Ông ta tên là Talabuta, đến hỏi Đức Phật về những nghiệp báo sanh thú của những người làm công tác nghệ thuật. Mình tạm gọi cái từ cho dễ hiểu là kiếp cầm ca. Thế thì ông ta mới hỏi như thế này. Ông ta mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe các vị đạo sư, tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch. Các vị ấy mới nói rằng, ai đã là nhà vũ kịch, trên sân khấu hay là giữa kịch trường, các cái điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú,
thì người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh và cộng trú với chư thiên hay cười hỷ tiếu thiên, phải không? Như vậy thì ông ta hỏi điều này bạch Thế Tôn có đúng hay không? Vậy quý vị nghĩ đúng hay sai? Hả? Ông ta mới hỏi là thưa con nghe mấy cái vị tổ mà trong nghề của con đó mới nói rằng là ai mà lên sân khấu biểu diễn giả bộ với những cái điều sai sự thật làm quần chúng vui cười thích thú, sanh quại mạng chung, sanh về cõi trời. Giống như người ta hay nói là đem đến cái nghệ thuật cho người khác thì đem đến cái niềm vui cho người khác thì mình sanh thú, mình sẽ về chư thiên, cảnh giới của hỷ tiếu thiên hay cười, có phải vậy không? Đúng hay sai? Câu này chúng ta phải nắm nha. Trong thời buổi hiện đại thì xin thưa các vị, nghe kinh thì ít mà ca nhạc thì nhiều. Một bài pháp tôi đăng lên không ai thèm nghe, bị gì ông thầy nó nói tào lao gì đâu, tôi không biết đang nói gì nữa. Nhưng mà những cái nhạc kịch nè, những cái hài kịch nè, mà chương trình bây giờ không cười là không vui. Chương trình cái gì cũng phải có tiếng cười ở trong đó. Thậm chí bây giờ tôi đi giảng các vị nghe, tôi cũng phải pha trò làm như không cười là không được, phải không? Cười không cười chứ sư Phật tử ngủ. Tính chất hài hiện hiện trong cuộc sống. Rồi những người nghệ sĩ, diễn viên, giả gái, từ nam giả thành nữ, từ nữ giả thành nam, diễn kịch cho mình coi rồi mình cười. Rồi những cái tác phẩm ca, múa, rồi biến tấu thành nhiều thể loại cho mình coi. Rồi có những bài nhạc thì ôn lại những cái diễm khúc tình từ, có nghĩa là những cái điều mà nó ướt át tang thương. Một buổi chiều mưa, bắt lên bài nhạc của một số cô ca sĩ nổi tiếng, hát về những cái chuyện tình, Lan và Điệp, những đồi hoa sim, rồi gì nữa, cái gì nhiều bài lắm. Mà chiều chiều cái ở bên đây tôi ngồi ở bên cái sân, xin lỗi là cái băng ghế đá của chùa, nghe đâu hàng xóm bắt lên những cái bài nhạc người xưa nay còn đâu, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, vân vân vân, rồi ôn lại những chuyện tình dĩ vãng của đôi ta trong ngày xưa cũ. Mà xin thưa, kết hợp với một cái buổi chiều mưa lá rơi lác đác rồi thôi, chắc tôi buồn thúi ruột, tôi bỏ chùa luôn. Tôi bỏ chùa, tôi tìm lại về những cái người tình mà ngày xưa tôi đã từng để ý mà chưa tròn câu ước hẹn, phải không? Nghỉ tu. Cho nên tổ sư mới nói diệm khúc tình từ đảng nhân tâm chí đẳng, không cho nghe. Thì lúc bấy giờ cái vị Vũ Kịch Sư mới hỏi Đức Phật về cái nhân quả trong cái kiếp cầm ca như vậy. Đức Phật trả lời sao các vị? Đức Phật trả lời sao? Lần thứ nhất Đức Phật nói thôi này đừng hỏi nữa. Rồi lần thứ hai ông cũng hỏi câu y như vậy, Đức Thế Tôn nói thôi này đừng hỏi nữa. Lần thứ ba cũng y như vậy, Đức Thế Tôn nói thôi này Talabuta ông đừng hỏi nữa. Ba lần. Đặc biệt chỗ này thấy rất hay nha. Tất cả những bản kinh ngoại đạo cho đến những người thế gian mà hỏi những câu hỏi khó đó, Đức Phật không trả lời liền. Đức Phật ba lần im lặng. Nhớ rõ chi tiết này. Lần thứ ba Đức Phật mới nói lý do, trả lời liền đúng sự thật, ta buồn. Hoặc có người ta giác đá, ta dến Phật, hoặc có người ta rải gai, ta đâm Phật sao? Tại đâu phải trả lời gì nó cũng thích đâu. Ta làm một ta hỏi chứ mình trả lời thích không thích nữa, phải không? Lần thứ tư nhất quá tam, Phật mới nói là đối với những cái nhân quả mà thực hành cái hạnh gọi là ca hát đờn sướng múa hát biểu diễn kịch nghệ như vậy đó, không được sanh về cái cõi trời của hỷ tiếu thiên, mà sẽ sanh thú trong hai trường hợp. Nếu người đó mà ca sướng mà làm cho chúng sanh vui cười thích thú á, có thể sanh vào trong cảnh giới của súc sanh. Còn nếu không á, có thể sanh vào trong cảnh giới của địa ngục. Các vị thấy như vậy thì cái việc ca hát này có đơn giản như ta nghĩ không? Rất khó. Ví dụ như các vị làm cho quần chúng xem nghe, người ta cảm được điều đạo đức thì nó khác. Nhưng nếu mà làm cho người ta cảm được, thí dụ như có những cái ca khúc, những cái bài nhạc làm cho sục sôi thấy ý chí chiến đấu, hoặc là giết quân thù vân vân, người ta cũng sục sôi cái tâm hận thù theo như vậy, phải không? Rồi những cái diệm khúc tình từ mà cho chúng ta những bài nhạc về tình yêu, những bài nhạc về lứa đôi thì sao? Người ta cũng say mê và bắt đầu chìm đắm. Thí dụ như tôi mới diễn tả các vị nghe, vô tu rồi chứ chưa chứng thánh thì sao? Nghe cũng bắt đầu muốn cuốn gói đi về. Mấy trường hợp rồi, vô chùa tập sự xuất gia, thầy mới nói rồi, một là muốn tu, hai ở đời. Bây giờ muốn tu phải quyết chí, tu được không? Nói dạ con tu được. Tu được sao cứ nói chuyện với mấy cô này hoài vậy?
Nói dạ, tại vì bạn con làm công quả hồi xưa. Bạn hồi xưa chứ bây giờ là tập sự xuất gia, không có nói chuyện mấy cô này nữa. Thầy trụ trì la không nghe, rồi cứ lời qua tiếng lại nói với mấy cái em bạn này nè. Đi tu không đành, đâu thời gian vậy đó, xin thầy đi xuống núi. Quý vị hiểu cái tâm đức nói không ạ? Cho nên qua những bài nhạc này nó cảm gợi lại những cái gì đó mà ngày xưa ở lối mòn tình cũ. À, tình cũ không rủ cũng tới à. À, chúng ta không bao giờ tu được. Cho nên những cái nội dung bài hát này đó, xin thưa các vị, cái lợi ích đó thì còn phải coi lại, chứ còn cái tác hại thì nhiều hơn. Không sanh được cái cõi trời mà hỷ tiêu thiên đâu, mà toàn là đọa, toàn là địa ngục không? Các vị thấy. Nhưng ở đây các vị thấy, lúc nãy tâm đức có nói là bài hát lại được cho phép vào trong chùa, và với những cái tình khúc tình từ nó mang tính chất tu tập và gửi hồn. Như vậy thì đòi hỏi cái nội dung này nó phải gợi nhắc cho chúng ta về cái vấn đề tu học và về vấn đề đạo đức, về vấn đề giáo dục thì nó tốt hơn, phải không? Như vậy thì bài hát sẽ được sử dụng không? Sử dụng với một cái câu chuyện trong bổn sanh bổn sự của Đức Phật. Câu chuyện Jakarta số 243 đã nói về câu chuyện của một vị nhạc sư, đó là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca mới kể câu chuyện này để cắt nghĩa về nhân duyên quan trái với Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp. Thì trong một cái kiếp quá khứ thì có một cái anh nhạc sư này rất giỏi, anh tên là Gulita. Anh nhạc sư rất giỏi và có hai người cha mẹ mù ở nhà. Và với cái nghề nhạc sư tài giỏi của mình tấu lên những cái điệu ca khúc đó, thì vang danh và nổi tiếng khắp nơi. Thì lúc bấy giờ có một cái vị này tên là Musila. Thì cái vị này á, đến biểu diễn các cái khúc nhạc thì người ta không ưa chuộng. Hỏi ra mới biết rằng anh đánh đàn dở quá, không có đánh đàn giỏi bằng cái vị nhạc sư Gulita. Như vậy thì lúc bấy giờ anh mới tìm mọi cách để đi đến cái vị nhạc sư này mà tham khảo học hỏi cách đánh đàn. Tới chừng đánh đàn giỏi rồi đó, thì lúc bấy giờ đòi hỏi cái sự trả lương cao. Anh được vào trong triều đình, trong cung vua để tấu khúc nhạc cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng nói khúc nhạc của anh cũng hay đó, nhưng mà ta sẽ trả cho anh nửa giá so với bậc thầy của anh. Thế thì hồi nào giờ nổi tiếng rồi, người nổi tiếng được trả tiền cao hơn. Anh này học trò mới học cho nên trả tiền phân nửa thôi. Thì anh này mang tâm không chịu, tôi phải trả tiền bằng với thầy của tôi. Thì lúc bấy giờ ông vua mới nói rằng phải có một cái kỳ thi để cho hai người thi thố với nhau coi người nào hát nhạc hay hơn chứ. Có phải vậy chưa? Mà đệ tử mà lại muốn là đi thi thố với thầy của mình để so tài thì điều này tốt hay xấu? Xấu. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ cái vị nhạc sư này đó, vị này mới suy nghĩ, nếu như ta thi với đệ tử của mình mà đệ tử thắng thì ta có hân hoan không? Đệ tử thắng thì hẳn nhiên là sư phụ dở, phải không? Mà nếu như đệ tử ta thua thì ta làm sao? Ta cũng không hân hoan bên điều đó, nó cũng tốt đẹp gì. Nên nghĩ tới nghĩ lui thì cái vị nhạc sư này là thị hiện của một bậc Bồ Tát lúc bấy giờ đó, đem cái âm nhạc mà giảng dạy cho chúng sanh đó, thì mới đi ra đi vào trong khu rừng, đi vô khu rừng rồi lại đi về muốn tỷ thí, rồi lại muốn đi vào khu rừng để trốn cái kỳ tỷ thí này, cứ đi như vậy đó. Thì cái ghế của đế thích ở trên trời mới nóng lên. Tại vì nguyên tắc á, ở dưới á, phàm trần mà chúng sanh hành cái Bồ Tát đạo thì cái ghế của ông đế thích ngồi nó sẽ nóng lên. Các vị hiểu tâm đức nói. Thì ông nhìn xuống ông thấy một vị Bồ Tát đang dùng âm nhạc đi quá độ chúng sanh, nhưng gặp ngay cái người đệ tử này phản sư muốn thi với thầy của mình. Lúc bây giờ vị trời đế thích hiện xuống và mới nói với Bồ Tát rằng ngài cứ vững lòng làm hạnh Bồ Tát đó, ta đã có cách giúp cho ngài thắng cái kỳ thi này. Thì vị đế thích mới nói rằng trước tiên hai người cứ tỉ thí âm nhạc với nhau thì ai cũng hay bằng nhau, nhưng cuối cùng rồi ngài hãy giảm bớt 1 giây, rồi 2 giây, rồi 3 giây, từ từ dây đàn nó đứt nhưng âm điệu của ngài không thay đổi, thì cái kỹ thuật này cái người đệ tử không làm được, ngài sẽ chiến thắng trong cái gọi là vừa là cái tài giỏi vì cái chiêu gọi là cái tuyệt kỹ của vị sư phụ, nhưng mà người đệ tử cũng không mất mặt vì ông ta đã đánh thắng cái bằng đầu rồi, phải không? Như vậy thì với sự giúp đỡ của trời đế thích thì người sư phụ chiến thắng cái âm nhạc với cái đệ tử của mình chính là ai? Đệ tử chính là Đề Bà Đạt Đa phá Phật trong kiếp này, mà người sư phụ chính là Thích Ca Mâu Ni đó, qua đến kiếp này vẫn còn phá.
Nhưng mà cái hay của cái bài kinh này đó là cuối cùng mới có một cái đoạn là các vị thiên nữ mới hỏi trời để thích đó là vị sư phụ này đang ẩn mình ở đâu mà tu để đến đảnh lễ. Thì đến đảnh lễ vị nhạc sư xong thì mới hỏi vị nhạc sư những cái tấu khúc hay như vậy hãy đàn cho những vị thiên nữ nghe. Nhưng vị nhạc sư này mới nói một câu, vị nhạc sư này nói tiếng đàn của tôi không trả bằng tiền, mà tôi yêu cầu những vị thiên nữ này hãy ca lại những cái điều thiện lành mà các ngài đã thực hành trong nhiều kiếp. Tôi sẽ tấu khúc nhạc để hòa theo cái những cái thiện lành của các ngài. Thấy hay chỗ này. Cho nên bậc Bồ Tát không đem tiếng hát để mua vui, để lấy tiền, mà bậc Bồ Tát đem tiếng hát để làm gì? Để kích thích, gợi lại những cái thiện lành trong tâm thức mà chúng ta đã làm được từ nhiều kiếp. Như vậy thì âm nhạc Phật giáo nó khác âm nhạc thế gian. Âm nhạc Phật giáo nó ca dương tán thán công hạnh của Phật, của Bồ Tát, của ăn chay, của thiện lành, của sám hối, của quy y. Phải không? Nó làm chúng ta quay về con đường tu, chứ không phải cho chúng ta ủy mị trong những cái tình khúc của thế gian. Có thấy được chỗ này chưa? Vì lẽ đó, trên lúc bấy giờ, hàng hàng lớp lớp những thiên nữ, một thiên nữ mới nói rằng đã cúng dường hoa cho một vị tỳ kheo đang khất thực. Một thiên nữ khác thì yêu cầu cúng 5 loại vòng hoa thơm ở điện thờ Phật Ca Diếp. Một thiên nữ khác thì lại có từng cúng dường cho cái đạo tràng của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni trong nhiều kiếp. Các thiên nữ đua nhau kể là những thiện lành của mình qua cái tấu nhạc khúc hát của cái vị này trong nhiều ngày liên tục. Đây là câu chuyện đã ghi lại trong Jakarta. Và Đức Phật nói cái vị đạo sư lúc đó, cái vị nhạc sư lúc đó chính là tiền thân của Đức Phật. Như vậy qua đó ta thấy rằng cái điệu nhạc đã từng được sử dụng để cúng dường chưa? Đã từng, phải không? Rồi các vị thiên nữ đã từng ca thán cái nhạc này để mà hân hoan cúng dường không? Cũng đã có đem những thiện lành vào trong lời ca tiếng hát, phải không? Và cái điều thứ ba đó là gì? Là những điều này như thế nào? Những điều này đã được sử dụng trong tiền thân của Đức Phật, đã xuất hiện trong kinh điển. Các vị thấy điều này. Và trong cái thời buổi hiện đại thì các vị thấy là gần đầu kỷ nguyên Tây Lịch đó, là cái thời mà của Tam Quốc Chí đó, thì cái vị con của Tào Tháo đó chính là ông Tào Thực. Một lần ổng lên núi để tìm các vị tiên nhân, thì ổng nghe trong cái hơi gió đó có cái khúc hát của chư thiên. Cái khúc hát này được ghi lại là cái bài Ngư Sơn Phạm Bối, là cái bài nhạc nền tảng để về sau Phật giáo của chúng ta tấu thành những cái khúc nhạc mà cúng dường. Thật chất nó xuất phát từ cái gốc tích của ông Tào Thực nghe chư thiên đàn hát để cúng dường. Như vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng những cái điều ghi lại trong lịch sử Phật giáo đã cho thấy âm nhạc từng xuất hiện và đem đến cái giá trị đạo đức và phạm hạnh cúng dường qua những cái câu chuyện, qua những cái tích dụ mang tính chất thiện lành trong đạo Phật của chúng ta. Vì vậy cho nên đạo Phật có dùng âm nhạc không? Có, nhưng âm nhạc này phải sử dụng với mục đích đúng đắn. Nếu dùng với mục đích tha hóa, mục đích là diễm khúc tình từ để chiêu gợi cái lòng gọi là cảm xúc, không có đem đến giá trị giải thoát cho người khác, thì điều này sẽ là cái âm nhạc nó hư ngụy và mang cái tính chất không có cái giá trị học Phật và đạo đức giáo dục của chúng ta trong cuộc sống. Lưu ý chỗ này. A Di Đà Phật. Xin thưa với toàn thể đại chúng, vì vậy chúng ta hiểu được cái nhận định của Phật giáo qua âm nhạc, qua lời ca tiếng hát, và nhận định của Phật giáo qua cái sự đóng góp của nghệ thuật âm nhạc vào trong Phật giáo. Chúng ta thấy những điều tích cực. Như ngày xưa đó, người ta thường có câu những người mà làm nghệ thuật á, được gọi là sướng ca vô loài. Tại sao? Vì sao? Sướng ca vô loài là cách người ta miệt thị những cái người ca hát. Còn thật sự từ cái chữ gốc của nó là sướng ca vô loại, chứ không phải là loài nghe nó nặng quá. Loài thì nghe mang chất xúc phạm, nhưng sự thật là từ cái chữ sướng ca vô loại. Thế loại là loại gì? Bởi vì trong cuộc đời này chúng ta có bốn ngành nghề là sĩ, nông, công, thương. Thì những cái người làm nghệ thuật hồi xưa ta ca hát trên sân khấu á, họ không có rơi vô bốn loại này, cho nên gọi là vô loại. Nên họ không có vô cái loại nào hết á. Cái chữ nó là mang như vậy thôi, chứ nó không có mang tính chất miệt thị gì cả. Nhưng về sau đó thì dần dần trở vào cái xã hội hiện đại ngày nay đó, thì cái sân khấu nghệ thuật biểu diễn cho đến lời ca tiếng hát đó, nó không dừng lại ở đó, mà nó trở thành một cái lĩnh vực thiết yếu và không thể thiếu được trong cuộc đời. Có phải vậy không? Nhưng mà các vị nhớ nha, cái bài nhạc mà giúp cho chúng ta tu tập cũng từ những giá trị đạo đức ẩn tàng.
Cái bài nhạc mà để dông nước, dông thành thì xin thưa, nó cũng giống như là tiếng đàn của chiêu quân vậy đó. Rồi các bài nhạc mà để cho chúng ta biết cái giá trị tu tập nó khác, bài nhạc cổ suý cái sự sân hận nó khác, và bài nhạc mang cái tính chất gọi là bi ai tang thương nó khác. Cho vị thấy chỗ này. Vì vậy cho nên qua cái tác phẩm mà ca nhạc á, để mà độ ta không độ nàng đó, thì ở đây á, nó không phải để ta bình luận, bởi nó là một tác phẩm nghệ thuật của người thế gian. Chúng ta là người tu, ta không thể áp đặt được cái tâm của người tu vào cái tâm người thế gian. Tâm người thế gian ta hiểu vậy, ta viết cái bài nhạc vậy, ta muốn nghe là chuyện của người ta, chứ không phải cái người Phật tử của mình bắt đầu gọi là sôi nổi lên rồi chống phá rồi bình luận. Mình đâu có cái quyền, bởi vì cái quyền người ta muốn viết bài gì người ta viết chứ. Nhưng qua cái lăng kính của Phật học, ta nhìn nhận đây là một cái nấc thang, một tiền đề về thị hiếu của âm nhạc và thị hiếu của những kênh truyền thông. Trong vòng 3 năm đến 5 năm tới, nó sẽ có những điều mà rất là quan ngại và đáng lo lắng và báo động. Bởi vì các vị biết rằng á, độ khoảng chừng 5 năm đến 10 năm trước á, thì những bài giảng của quý thầy cho đến những phương tiện truyền thông á, nó bằng gì? Đĩa, có phải vậy chưa? Rồi trước đó nữa thì nó bằng gì? Băng. Ngày xưa mà nghe mấy cái bài giảng của sư ông Giác Hạnh toàn là bằng băng, kéo tới kéo lùi kéo xuôi kéo ngược trả mấy cuốn băng đó, có phải vậy chưa? Nhưng bây giờ có ai nghe đĩa nghe băng nữa không? Tất cả đĩa băng chết hết. Là tất cả người ta làm bằng cái phương tiện truyền thông của YouTube, của Facebook, các cái phương tiện truyền thông. Như vậy thì nó có những điều lợi và điều hại gì? Thứ nhất, truyền thông thông tin rất nhanh và lan tỏa với một cái tính chất gọi là phương tiện nó hiện đại và nó đơn giản hóa. Chỉ cần ai có một cái smartphone, một cái điện thoại thông minh, một cái máy tính bảng, ta có thể coi được những điều đó. Tuy nhiên, các vị nhớ rằng cái bộ quản lý của những cái kênh truyền thông này nó nằm ở nước ngoài, và nó không có phải ứng với văn hóa và vùng miền của mỗi người, trong khi mỗi quốc gia có những văn hóa khác nhau. Thì chúng ta cập nhật với văn hóa của toàn thế giới, nó cũng là một cái thuận lợi và nó cũng là một cái thách thức. Một cái thách thức là gì? Ta phải cập nhật nhiều cái nguồn văn hóa, và chúng ta phải tha hóa, cho đến là chúng ta phải ứng đối hòa hợp cái văn hóa của mình với văn hóa của họ. Thì coi chừng người nào không có giá trị đạo đức vững chắc thì nó sẽ mất đi cái bản chất của mình. Cho vị thấy chỗ này. Thế thì chúng ta thấy ở đây đó là gì? Xính ngoại, tinh thần của Hàn, Âu, Nhật, rồi Trung Quốc tràn lan khắp mọi nơi. Thì cái tính chất Việt Nam của mình nó không còn nữa, có phải vậy chưa? Mà cái điều nó tốt thì nó không nói đi, thấy không? Nhưng mà càng ngày nó đi theo một cái gì đó, cái trend là gì? Cái gì đó phải mới, phải độc, phải lạ. Giống như câu chuyện của bà Tân Vlog ở trên các phương tiện truyền thông bữa giờ đó, các vị có thể nghe. Bà Tân Vlog là một câu chuyện rất dễ thương, một người đàn bà hiền ở nông thôn, chất phác, được đứa con của mình quay những cái clip ở trên mạng. Bà chuyên làm những cái gì siêu to khổng lồ, bây giờ cứ nhắn cái gì siêu to khổng lồ là lên mạng là thấy có bà. Bà làm một cái cơm chiên cũng siêu to khổng lồ, trà sữa cũng siêu to khổng lồ, vân vân. Trước tiên về câu chuyện của bà thì dễ thương, một người phụ nữ nông thôn có những cái lạ cho giới trẻ nó coi. Nhưng về phần nội dung nó không có gì, nó là những cái phong trào theo một cái gì đó độc lạ, còn cái tính chất giáo dục thì nó không có cái gì hết, thậm chí là gửi đến phải động lại trong lòng của chúng ta để học Phật nó càng không. Cho đến một cái nhân vật mà đã bị bắt bởi những cái người cơ quan chức năng đó, làm cái anh này ở độ tuổi trẻ cũng lên trên mạng rồi thực hiện những cái clip của mình. Những clip của anh ta là chuyên kêu những cái giới trẻ làm những chuyện đâm chém, rồi những cái thể hiện giống như là thí dụ như đốt cái chỗ này chỗ kia, hay là mang tính chất là chơi bời những cái loại thuốc vân vân, không có giáo dục gì hết. Nhưng giới trẻ rất thích, giới trẻ rất thích và lượt coi lên đến là vài triệu, chứ không phải chuyện đơn giản. Vậy thì vấn đề đặt ra không phải là tôi với các vị học Phật để ngồi đây phê bình tác phẩm này, phê bình cái clip kia, mà chúng ta bình tâm lại. Qua cái đó chúng ta thấy rằng cái phong trào và cái xu hướng, cái thị hiếu của người xem đó, nó đang diễn tiến theo một cái chiều hướng gì. Và trong vòng 3 năm đến 5 năm tới thì cái mạng xã hội này nó đang cổ suý và đáp ứng cho cái tinh thần truyền thông, để cho các kênh quảng cáo, để cho các cái người chỉ cần có những clip độc
lạ và những kênh giáo dục mai một chết hết. Những cái kênh truyền hình ví dụ như Én Vàng hay là những kênh truyền hình về giảng dạy hay là những cái điều gì học thức không có cao. Cái số lượng người coi vài chục, vài trăm ngàn lượt view. Còn cái kênh gì thứ nhất đóng cửa nhà tắm lại, dán hết tất cả các lỗ trống rồi xả nước vô làm hồ bơi, lượt coi rất cao. Rồi những kênh gì thí dụ như huy động là cả mấy gọi là mấy trăm ký mà hột quẹt diêm đó các vị, để nướng một cái gì đó phực cháy lên ngọn lửa khủng khiếp, lượt coi rất cao. Hoặc là những cái kênh gì mà ăn những cái loài động vật lạ, ví dụ như có cái con gì mà ở trên cây dừa, các vị biết không, nó lúc nhúc á, bò chấm ăn nó bò ngổ nghển trong miệng của nó, lượt coi rất cao. Những cái gì đó tôi cũng không hiểu luôn. Còn những cái gì mà giáo dục không ai coi, bài giảng càng không có người coi, các vị thấy chỗ này chưa? Vì lẽ đó cho nên qua những cái thị hiếu truyền thông ngày hôm nay và qua cái tác phẩm, cái bài nhạc này đã gửi đến những cái âm điệu giai khúc mỹ miệu tình từ đối với giới trẻ, là một hồi chuông cảnh báo chấn động cho chúng ta nhìn nhận lại cái định hướng của người nghe, người xem những cái kênh mạng truyền thông và định hướng của cái nền tảng giáo dục, nó đi đến cái ngưỡng cửa và những thách thức chứ không phải chuyện đơn giản. Cho vị thấy chỗ này. Và nhiệm vụ của người tu học Phật sẽ phải làm gì? Chứ không phải là cứ bình luận. Phải thấy ai làm gì lạ lạ, cứ lên chửi này đúng đạo Phật, kia không đúng đạo Phật. Cái người đã có chủng tử Bồ Đề thì dầu cho người ta chưa hiểu rõ về Phật giáo, người ta cũng vẫn xếp lại để nhẹ nhàng, con vô con hỏi lại thầy sao. Còn cái người đã không có chủng tử Bồ Đề, các vị có lên gây lộn chửi bới với người ta thì nó vẫn chửi thêm và càng tăng cái lòng sân hận của họ đối với Phật giáo thôi. Cho nên cái việc làm khôn ngoan của người tu học Phật trước một cái viễn cảnh hôm nay, khi ta đã hiểu hết những cái vấn đề tất yếu, những cái ưu nhược điểm như thầy phân tích trong cái bài giảng này, qua cái nhìn nhận của Phật giáo đối với ca hát không có tiêu cực, không có lấp liếm bắt ép phải theo một chiều hướng gì cả, từ theo nhân quả tất cả sẽ trả lời. Nhưng qua đó chúng ta hãy tự đề ra những cái phương cách nào theo đạo Phật, ví dụ phát triển khóa tu mùa hè, định hướng giới trẻ thâm nhập vào trong Phật giáo và định hướng theo một cái thị hiếu người nghe càng. Nếu mình muốn cho người ta đừng nghe những bài nhạc xấu đó thì Phật giáo chúng ta phải có những bài nhạc hay. Còn Phật giáo không có bài nhạc hay thì đừng chê người ta hát nhạc dở. Nếu mình không có những bài nhạc xứng tầm để mang đến những cái nội dung hay thì mình đừng chê, bởi vì mình không có kêu gọi được quần chúng, dầu cho nó tích cực hay tiêu cực thì người ta vẫn rất giỏi trong việc kêu gọi. Ở trong những cái ngày trở lại gần đây đó thì các cái người ca sĩ đó thì ta sao? Ta bắt đầu người ta cover lại cái bài hát này theo một cái lời khác, có phải vậy chưa? Theo một cái lời khác của những người ca sĩ đó, có phải không? Nhưng điều này vẫn là mang tính chất là đạo nhạc à. Bởi vì cái nhạc của người ta mình hòa tấu lại, mình phối âm lại cái lời của mình mà, có phải không? Mang cái tính chất là nó cover lại, nó khác chút xíu thôi. Phật giáo chưa đủ sức để tạo dựng những bài hát nào gây tiếng vang. Cho nên trước khi mình chê người khác thì ngay bản thân của mình làm gì? Mình phải có những đóng góp tích cực cho cuộc sống hơn, có phải vậy chưa? Cho nên thầy nói lại, đỉnh cao của nhân quả của đạo Phật là gì? Không chê, không trách, không hờn, không có trách người, trách phận, trách ai hết. Coi lại tiềm năng trong chính bản thân của mình, mình phải có những bài nhạc hay hơn để cho Phật giáo xứng tầm hơn, Phật giáo vượt bậc hơn. Giống như tôi thấy những cái kênh của cô nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy đó, cô có một cái kênh là Bước Chân Hai Thế Hệ mà chuyên ca những cái bài nhạc Phật giáo. Tôi thấy những loại hình này nên là được phát triển mạnh hơn và được vang xa, để thay vì mình cứ trách người này trách người kia thì tiềm năng Phật giáo ở đâu. Và thách thức của những người Phật tử có cái xu hướng là mình nghe những cái bài nhạc Phật hay không, mình trách đó, trong khi mình về mình mở nhạc mình nghe nhạc gì, mình cũng nghe những cái nhạc của người thế gian thôi, có phải vậy chưa? Vì vậy cho nên qua nội dung bài giảng này, thứ nhất chúng ta tìm hiểu lại Phật giáo nhìn nhận qua quan kiến lăng kính của đạo Phật, qua cái hiện trạng âm nhạc truyền thông giải trí của chúng ta trong thời hiện đại hôm nay, và qua đó chúng ta nhìn nhận lại trong con người của mình có những cái vốn quý nào của đạo Phật để đối mặt với cái hiện trạng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tự đúc kết
và chia sẻ, phân tích, đánh giá với con, cháu, những người thân trong gia đình của mình để giữ vững tinh thần mối đạo và giữ vững những giá trị giải thoát trong cái thách thức của thời buổi công nghiệp 4.0 và trong cái thách thức của bối cảnh xã hội hiện đại của chúng ta, phù hợp và không hòa tan. Các vị nhớ như vậy. A Di Đà Phật. Và chúc cho toàn thể quý vị thính pháp an lạc với tinh thần tu học Phật chân chánh, giá trị giải thoát mỗi ngày được nâng cao, gieo sâu chủng tử Bồ Đề. Và nhớ, tinh thần Bồ Tát ai cũng muốn làm, nhưng làm thì rất khó, phải có nội lực mới bước được vào đời. Vào rồi thì phải vững chân, không bị té. Còn Bồ Tát đi đâu té đó, mình chưa cứu được mình thì cứu được ai? Có phải vậy không? Nên chúc quý vị toàn thể tinh tấn, và tôi cũng ráng tu, quý vị cũng ráng tu. A Di Đà Phật.